Xin chào các bạn. Đối với những người vợ khi mà biết được chồng của mình đang có một cái mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác mang tên gọi là người thứ ba, theo cách nghĩ mà nhân gian vốn đặt cho một người phụ nữ khác ngoài bạn đang là vợ yêu một người đàn ông chính thức được pháp luật công nhận là vợ như vậy. Trong cái tình huống này, mình chắc chắn với các bạn rằng người vợ nào cũng đang ở trong một cái tư thế và một cái tâm trạng như là ngồi trên đống lửa. Và thậm chí có những người chân không thể đứng yên được bởi vì giống hệt như là dậm phải cái đống mắt mèo. Họ luôn luôn bị hỗn loạn và họ mất đi cái sự cân bằng trong cuộc sống. Tâm lý hoàn toàn là xáo trộn khi mà họ biết được cái điều đang đe dọa đến hạnh phúc, đến hôn nhân của họ chính là sự xuất hiện của một người thứ ba. Trong tình huống này, có những người phụ nữ đã không giữ được sự bình tĩnh và hành xử rất là kém. Chính vì cái cách hành xử của bạn đã mất dần đi tình cảm, cũng như là đó chính là những cái liều thuốc độc. Đó chính là cái cách mà bạn đang giết dần những tình cảm của người chồng của các bạn. Trong giây phút cuối cùng khi mà anh ta đã muốn và suy nghĩ đến cái việc là anh ta có cần gia đình này nữa hay là không. Và bạn chính là một điểm nhấn, cách hành xử của bạn là một cái điều khiến cho họ phải suy nghĩ là họ có nên tiếp tục ở bên cạnh bạn hay không, hay là họ buông tay. Vì khi người đàn ông đã ngoại tình, đã phản bội, đã nghĩ đến cái chuyện mà họ xây dựng tình cảm ân ái và gọi người kia là vợ, là chồng với nhau, thì rõ ràng là mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè hoặc là mới yêu hoặc mới say nắng nữa. Thì trong cái tình huống này, mình nghĩ rằng người vợ sẽ rất là cay cú, đặc biệt là căm ghét người thứ ba, dường như là luôn muốn tấn công, muốn biết thật nhiều thông tin về người thứ ba để mà nắm bắt được xem kẻ đó tiếp cận với chồng bạn bằng cách nào, cô ta đang ở đâu, cô ta là người như thế nào, cô ta là ai, cô ta có trẻ hay không, cô ta có gia đình chưa, cô ta là loại người như thế nào, cô ta có phải là gái ngành hay không, cô ta là loại em gái mưa nào. Tất cả những thông tin về người thứ ba dường như trong thời điểm này người vợ muốn nắm trong tay để mà siết là biết tay chị ngay. Cái trạng thái là như thế. Thì trong cái tình huống mà khi mà những người vợ nắm được một cái nguồn thông tin, đó là tin nhắn từ chồng. Một lúc nào đó chồng của các bạn để hớ hênh điện thoại mà bạn đã có cái mối nghi ngờ là người thứ ba xuất hiện trong cuộc sống của các bạn từ rất lâu rồi, nhưng bạn không hình dung ra được, bạn không có bằng chứng, mà điện thoại chính là cái bằng chứng rõ ràng nhất để tố cáo chồng của bạn đang phản bội. Và mình phải nói thật cho các bạn một cái điều như thế này, nói thì các bạn đừng có bao giờ giận mình nhé, mình nói rất là thật thôi. Người phụ nữ nhé, người ta có một cái giác quan rất là đặc biệt và kỳ lạ. Ông trời ông phú cho người đàn bà cái giác quan còn hay hơn thám tử. Trước khi thám tử biết là chồng của bạn có ngoại tình hay không thì người vợ đã biết trước rồi. Biết bằng cách nào? Cái linh cảm của người đàn bà là vợ. Hay vậy đó. Hay ơi là hay. Hay ở chỗ nào? Mình có thể ví nhá. Ví rõ ràng này, chính xác này. Cái người phụ nữ mà biết chồng mình ngoại tình á, tinh và rất là hiểu luôn á, nhưng không có bằng chứng trong tay. Tức cái là không có bằng chứng trong tay. Đúng không nào? Nhưng mà mũi của người vợ, cái linh cảm và cái cách nhìn của người vợ về một người đàn ông đã không còn yêu mình, nó đã chuyển tình cảm của họ cho một người đàn bà khác. Là ai đó mơ hồ đứng ở một cái góc này, cái mùi ngoại tình nè, nó ở đâu đây nè, nhưng mà mình không biết nó ở đâu hết. Hay vậy đó, người phụ nữ, cái mũi với cái sự linh hoạt, cái sự nắm bắt của người đàn bà tinh như vậy đó. Người ta đã nhận biết ra rằng chồng của họ phản bội, nhưng mà họ không có bằng chứng. Họ không biết như thế nào để bắn được cái người đàn bà là người thứ ba kia. Tại vì thời gian người đàn ông về rất là chuẩn, không có đi đêm, không có một cái dấu hiệu gì gọi là ngoại tình. Nhưng mà người đàn bà này vẫn có cái linh cảm là có một người đàn bà đang ở đâu đó rất là mơ hồ, tức là không có bằng chứng. Và khi mà bắt được bằng chứng thì sao? Tâm lý của người vợ là muốn gì? Muốn gọi điện thoại này, muốn nhắn tin này, muốn nói chuyện với người thứ ba. Nhưng mà cái điều này là hoàn toàn sai, sai ơi là sai, sai thật là sai nha các bạn. Do bạn đang nóng, bạn đang điên, bạn đang tức lắm, thì cái việc đầu tiên của những người vợ muốn làm là gì? Chửi người thứ ba này, chửi vào mặt nó,
chửi cho nó những cái lời ví dụ như là mày là con này con nọ con kia các loại con vân vân và con vân vân, các bạn biết mà, các bạn chửi cái gì đúng không, nghe kinh lắm, sợ lắm luôn á. Coi những cái video chửi nhau thóa mạ coi, không có một cái gì mà người ta không dám chửi và người ta không dám nói nữa. Mục đích của những người vợ muốn nói ra những điều đó làm gì? Thỏa mãn cái cơn tức này, làm cho người thứ ba sợ mình này. Trời đất ơi, bạn sai hoàn toàn. Người thứ ba mà sợ bạn á thì người ta đã không là người thứ ba nhé. À, hiểu rõ nha. Người ta mà sợ bạn, người ta đã không là người thứ ba. Và khi mà họ đã là người thứ ba thì họ không sợ bạn. Khi mà họ không sợ bạn thì bạn nên sợ họ đi là vừa. Bởi vì sao? Bởi vì họ không phải là một người phụ nữ không có bản lĩnh mà dám đến với bạn đâu. Người ta dám tuyên chiến với bạn, người ta dám yêu chồng của bạn thì người phụ nữ đó là người phụ nữ có bản lĩnh, chứ không phải là một người phụ nữ bị lừa hay là một người phụ nữ bị gạt nha. Vấn đề mà bạn đang hiểu sai ở đây và những người vợ hiểu sai ở đây chính là các bạn nghĩ rằng các bạn chửi họ, họ sẽ sợ, họ trốn. Các bạn hù họ, các bạn hăm dọa họ, họ sẽ biến mất. Nhưng các bạn biết không? Cái chiêu của các bạn á, chỉ dành cho những người mà bị chồng các bạn lừa thôi. Những cái cô gái mà đang đi học á, ở trong trường, trong lớp á, bị chồng bạn dụ dỗ á, thì họ sợ hãi, họ chạy trốn, họ bỏ cuộc. Bởi vì lần đầu tiên họ mới biết là rằng là người đàn ông kia lường gạt họ, và cái việc của bạn xuất hiện làm cho những người phụ nữ đó nhận ra rằng người đàn ông kia lừa họ và họ chạy trốn. Còn như những người phụ nữ đã biết thừa chồng của bạn là ai, họ đã điều tra bạn rồi, họ biết bạn là người tính cách như thế nào rồi, bạn là kiểu người như thế nào rồi, họ biết bạn nhưng bạn không hề biết họ là ai. Do đó bạn đừng có cái cách hành xử chửi bới hay thóa mạ người thứ ba, bởi vì họ biết bạn nhưng bạn lại không biết họ. Vì sao? Vì họ đứng ở trong bóng tối, họ nhìn thấy bạn ở cái sân khấu nhưng bạn lại chẳng biết họ là ai. Và mình cam đoan với các bạn rằng khi mà một người thứ ba yêu chồng của các bạn, cái điều đầu tiên người thứ ba sẽ quan tâm đó chính là lý do vì sao mà người đàn ông đó yêu họ. Thứ nhất. Lý do thứ hai là người vợ của họ, là tình nhân của họ đấy, là vợ của người đàn ông mà họ đang yêu là kiểu người như thế nào. Và điều thứ ba là người vợ đó thua kém cô ta ở điểm nào mà khiến cho người đàn ông này tìm đến với cô ta. Người ta biết rõ hết rồi, còn những bà vợ không biết gì hết. Người vợ chỉ có biết tức giận lên trong một cái tình trạng là bị động khi mà thấy người thứ ba đến, gào lên, thét lên rồi lôi anh ta ra trước mặt mọi người để mà bêu rếu vì anh ta đang phản bội mà. Bắt được cái bằng chứng đó. Điên lên gọi tất cả người thân lại, báo cho họ biết rằng chồng tôi đang phản bội, lên Facebook nhắn những cái lời status thật là đau lòng, mình không ngờ được rằng sống hai mươi mấy năm mà mình bị như thế này đây. Tôi quá hy sinh. Tôi sống rất là tốt với chồng con mà đến ngày hôm nay tôi không ngờ được. Ở đời không ai học được chữ ngờ bạn ơi, hãy nhớ nhé, được chữ ngờ rất là đáng sợ. Những cái dòng Facebook với những cái điệu bộ status rất là bi thảm, rất là tiêu cực. Và người vợ trong thời điểm này bị cái tâm lý đó là oán trách chồng, than vãn, kể công ra. Tôi sống vì chồng, vì con, vậy mà anh không sống vì tôi. Anh không nghĩ gì đến tôi hết. Rồi buộc tội chồng, anh là cái loại người lang chả, anh không nghĩ đến cái đức hạnh của người đàn ông, anh là người xấu xa. Nói chung là mọi cái điều tiêu cực sai trái đều trút hết lên đầu người đàn ông. Bạn cứ hình dung một cái điều như thế này nhé. Con của bạn nó lỡ ăn cắp 100 ngàn của bạn. Nó ăn cắp 100 ngàn của bạn, nó đem nó cho một đứa bạn. Bạn biết được điều đó. Bạn gọi cả trường nó đến. Bạn gọi cả lớp nó đến, bạn gọi cả xóm nó đến, nói cho nó nhục nhã trước mặt mọi người rằng nó đang mắc phải cái tội ăn trộm, làm cho nó bị xấu hổ này, làm cho nó bị nhục nhã này, làm cho nó mất danh dự này, làm cho nó hổ thẹn trước đám đông, trước rất là nhiều người, mặc dù nó sai đấy. Nó đã sai rồi nhưng mà cách hành xử của bạn cũng không hề đúng, đúng không? Đấy là mình nói về con của bạn để cho bạn nhận bị diện ra được là cái hành động của các bạn hoàn toàn là sai. Khi mà nói về chồng của các bạn, có lẽ là các bạn không có nhìn nhận ra được đâu. Các bạn u mê rồi, các bạn đang tức giận, các bạn không có đủ minh mẫn để nhìn ra cái sự việc đó. Các bạn biết làm sao mà mình khuyên các bạn là không nên tham chiến với người thứ ba không? Bởi vì sao? Có 5 lý do mà bạn không nên tham chiến với người thứ ba. Vì sao? Vì bạn chưa hiểu họ là ai hết. Vì chắc chắn họ đã biết bạn rồi.
người thứ ba nào cũng rất là quan tâm đến vợ của người tình của người ta là ai hết. Do đó bạn đừng có nghĩ rằng họ không biết gì về bạn, họ biết rất là rõ bạn luôn. Họ biết bạn là con người như thế nào thông qua chồng của bạn. Họ biết bạn là người như thế nào vì họ đã tìm hiểu bạn rồi. Bạn chẳng biết gì về người ta hết. Và điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là những người vợ không hiểu về mối quan hệ giữa chồng của bạn và họ như thế nào. Nguyên nhân tại sao chồng của bạn đến với họ, bạn đã đe dọa, bạn hù dọa giang hồ, rồi bạn cố giành cái xác của người đàn ông về, trong khi là linh hồn của người đàn ông gửi hết về phía người thứ ba rồi. Cái điều mà bạn làm và bạn thể hiện qua những cái tin nhắn, qua những lời nói, chỉ thể hiện bạn là một người phụ nữ thất bại. Bạn đang không có được người đàn ông mà bạn muốn. Thực chất bạn đang ở cùng với người đàn ông đó, xác của người đàn ông đó đang ở bên cạnh bạn là vợ đấy, nhưng hồn của anh ta đang thuộc về người thứ ba rồi. Khi mà bạn tuyên chiến với một người thứ ba mà bạn không hiểu biết, rõ ràng bạn đã thừa nhận cái sự thất bại trước một người, đó chính là kẻ địch của các bạn. Và điều thứ ba mà bạn nên biết đó chính là khi mà bạn giao chiến với người thứ ba mà bạn không hiểu biết, thì rõ ràng bạn sẽ để lộ cho người thứ ba thấy những cái điểm dở của bạn này, những điểm ngốc của bạn này, những điểm không hiểu biết của các bạn này. Nói trắng ra là có những cái điểm bạn nói chuyện rất là ngu luôn. Bạn nói chuyện ngu đến mức mà người ta cười vào mặt bạn và người ta cảm thấy bạn rất là đáng thương. Đó là những cái điều mà người thứ ba đã chuẩn bị sẵn. Người ta đã hiểu rõ về bạn và bạn vẫn không biết gì và vẫn oang oang cái miệng, giống như cái dạng là hữu dũng vô mưu ấy. Chỉ có đứng chống lại, chửi bới linh tinh thế này thôi, chỉ có biết hò hét lên, gào lên thôi, chứ không hề có một cái chiến lược, không hề có một cái cách để các bạn giữ chồng, các bạn vun đắp cho cuộc hôn nhân, cũng như là cái cách mà chỉnh sửa khi mà người thứ ba xuất hiện đúng nhất vào cái thời điểm mà bạn đang không thể giữ được cái sự bình tĩnh này. Và điều thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cuộc sống của các bạn, xây dựng hôn nhân với chồng của các bạn, chỉnh sửa với chồng của các bạn, chứ không phải là một người khác, không phải là cha mẹ chồng, nên bạn đừng có đi mét những cái điều đó với cha mẹ chồng. Cái việc chồng bạn ngoại tình là do bà, chứ không phải là do bây giờ anh ta nghe lời khuyên của bạn bè mà anh ta tỉnh ngộ để yêu bạn. Đó. Cái vấn đề này là nó đã phát tác ra rồi, chứ không phải là chồng của bạn mới yêu, mới ngày đầu tiên. Nó sẽ khác với cái việc mà anh ta đã có một khoảng thời gian mấy năm trời yêu một người nào đó thật là say đắm, và cái cuộc tình của họ kéo dài ra cái dạng nhân tình rồi, chứ không phải là ngoại tình một hai bữa nữa, mà họ đã trở thành nhân tình với nhau, là một người bạn tình rồi. Họ chấp nhận bằng mọi cách, mọi giá để gặp nhau. Họ có thể là đi cùng với một người đàn ông khác để đến gặp bạn, đóng vai là người phụ nữ đó có bồ, nhưng mà thật ra là người phụ nữ đó chính là nhân tình của chồng bạn đó. Hoặc là những cô nhân viên đến cùng với nhà bạn, rất là nhiều người nhân viên, nhưng trong đấy có một người là người tình của chồng bạn đấy. Họ đã biết rất là rõ về bạn, nên là cái việc mà bạn không hiểu rõ về người ta mà tuyên chiến, tham chiến, nhắn tin, gọi điện thoại không hình là cái điều bạn không nên làm. Vì bạn sẽ là cái người bị phát hiện, và trong cái lúc mà nói chuyện không cân nhắc, bạn sẽ càng để lộ ra những cái điểm bạn sai, bạn yếu thế, để cho người thứ ba càng dễ dàng tấn công vào người đàn ông hơn và làm cho bạn biến thành một kẻ thua cuộc thảm hại. Khi mà vị thế của bạn đang là vị thế của người vợ, cao hơn về cái mặt pháp lý, cao hơn về cái sự hỗ trợ, cũng như là được bảo vệ rất là nhiều quyền lợi từ phía gia đình và người thân, cũng như là con cái. Do đó bạn tự làm cho mình mất đi hình ảnh đó qua cái cách hành xử, có thể nói là do nóng giận quá mà không kiềm chế được cơn ghen, khiến cho bạn bị hủy hoại những cái điều đó. Và điều thứ năm mà những người vợ cần phải biết rằng, người thứ ba xuất hiện là do người vợ, chứ không phải là do người thứ ba tự đến. Việc người thứ ba có mặt trong cuộc sống của bạn là do chồng của bạn quyết định, chứ không phải là do bạn quyết định. Do đó bạn hãy tập trung vào chồng của bạn, nói chuyện, chia sẻ. Và nếu bạn không thể làm được điều này thì bạn hãy nhanh chóng tìm đến một người có kiến thức hôn nhân gia đình, chẳng hạn như là mình, hoặc là một người nào đó bạn cảm thấy có thể tin cậy, để mà bạn biết được những cái cách mà xoay chuyển, có nghĩa là chuyển đổi những cái tình huống khó trong hôn nhân của bạn đang vướng phải. Bạn chớ nên hành xử và nghĩ rằng mình đúng. Có rất là nhiều người có kiến thức về lĩnh vực hóa học, chuyên môn, giáo sư, những cái ngành thạc sĩ về y học, chuyên môn về IT, nhưng mà khi đứng trước tình yêu và tình cảm, họ dường như không hiểu biết gì hết.
không phải là chê, mà là họ sẽ là một người có sở trường trong lĩnh vực khác, nhưng trong tình cảm họ lại không phải là một cao thủ trong tình yêu. Đó có nghĩa rằng bạn giỏi ở một điều này nhưng không có nghĩa là trong tình cảm bạn cũng trở thành một người giỏi. Do đó xã hội phân tầng mỗi người một cái sở trường riêng. Do đó mỗi người đừng có nghĩ rằng tôi học giỏi, tôi hiểu biết là tôi sẽ hành xử đúng. Mà vấn đề chính yếu là có những vấn đề thuộc về tâm lý mà bạn không biết, không nắm rõ, cũng như là bạn tự tin thoái quá về mình, bạn sẽ đưa ra những cái hướng hành xử không đúng và làm hại cho cuộc hôn nhân của bạn đấy. Và trong những cái cách mà giúp cho bạn chỉnh sửa hôn nhân thì cái người hướng dẫn tâm lý cho bạn, họ sẽ có những cái mánh, họ sẽ có những cái chiêu, họ sẽ có những cái cách riêng biệt trong nghề nghiệp của họ để khiến cho cuộc hôn nhân của bạn được chỉnh sửa một cách hợp lý nhất và giúp cho bạn thay đổi chính bản thân bạn, dù có thể bạn là kiểu người cực kỳ khó thay đổi. Sự việc rất là giống nhau nhưng mà hàng ngàn, hàng trăm người thứ ba, hàng ngàn, hàng trăm câu chuyện của người vợ không có một câu chuyện nào giống nhau, chỉ là nền tảng cơ bản. Bạn có thể hiểu nôm na là như thế này. Trong một bài tả về văn con mèo thì ai cũng biết là mình đang tả con mèo, nhưng không con mèo nào giống con mèo nào hết. Và câu chuyện của bạn cũng sẽ là một câu chuyện rất là đặc biệt. Và nếu mà bạn đã nghe những video của mình và bạn vẫn không giải quyết được câu chuyện của mình thì rõ ràng là cái trường hợp của bạn, cái ca của bạn rất là nặng và rất là cần được chữa trị về mặt tâm lý, cũng như là bạn cần có một hướng đi rõ ràng và đúng nhất cho cái việc mà bạn quyết định và lựa chọn cho cuộc hôn nhân của mình, cũng như là cách ứng xử làm sao để bạn có thể xây dựng, vun đắp lại hôn nhân của mình và chỉnh sửa đúng lúc, kịp thời khi mà bạn còn có thể, trước khi mà bạn buông tay bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng những người vợ khi bị người thứ ba công kích, khi bị người thứ ba tuyên chiến, hoặc là khi phát hiện bằng chứng của chồng, bạn hãy thật sự bình tĩnh. Nếu bạn không có được sự bình tĩnh, bạn hãy tìm đến ngay với mình để mình tiếp sức và hỗ trợ cho bạn, để kịp lúc giữ lại cho bạn một gia đình mà bạn hằng yêu quý và trân trọng bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.